Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời này. Nó thuộc hãng gì đây? Solar Night. Đây các bạn, công suất nó 40W. Hiện tại là bây giờ đèn đang để ngoài trời này, trời không bây giờ nó không nắng đâu. Trời sương mù âm u luôn nhưng mà nó vẫn sạc pin đây. Cái chỗ bóng đèn sáng này nó vẫn là đang sạc pin các bạn ạ. Bây giờ mình thử úp nó xuống nhé, úp nó xuống là không có ánh sáng này. Đấy, thì nó tự động sáng luôn, kiểu như là cảm biến ánh sáng ấy các bạn. Đấy, và đây là điều khiển của nó nhé. Mình ấn ấn auto là nó tự động sáng như này luôn. Đây, mình ngửa ra bên bên ngoài nó có ánh sáng một tí là nó bắt đầu đèn nó tắt rồi các bạn. Cái điều khiển này là nút này là ấn auto là khi nào trời trời tối là đèn nó tự động sáng, trời sáng là đèn nó sẽ tự động tắt. Bây giờ mình sẽ nó xuống này. Đấy, đèn nó bắt đầu tự động sáng, mình ngửa nó lên lấy sáng cho cái tấm năng lượng mặt trời này. Bắt đầu nó đèn bắt đầu nó đang sạc pin cho cục pin ở trong rồi. Mình sẽ nói qua một chút về cái điều khiển của nó nhé các bạn nhé. Cái điều khiển nó nút trên cùng trên màu đỏ đây là auto, nút ở dưới có chữ on off, đây là nút on là nút mở, off là nút tắt nhé các bạn. Đây, bắt đầu ấn nút on nó bắt đầu mở đây, off nó sẽ bắt đầu tắt. Còn nút ấn 3 giờ, 5 giờ, 3H, 5H và 8H đây là thời gian, hẹn thời gian. Còn hai nút dưới là một nút là còn một nút nút này là cho nó sáng hết công suất đấy các bạn. Còn nút dưới này là cho nó sáng một nửa thôi. Kiểu như là giảm công suất nó xuống thì mình cái lúc mình không cần độ sáng nó cao ấy, mình sẽ giảm công suất nó xuống. Đây, mình sẽ ấn. Đây, nó giảm xuống này. Mình cho nó sáng hết công suất này. Nó sẽ sáng hơn các bạn ạ. Đấy. Nó sẽ sáng hơn. Các bạn hãy kích vào đường link bên dưới phần mô tả video ấy để tham khảo giá bán nhé các bạn. Cái con này dùng cũng mình với mới mua về dùng, mình sẽ cần thêm một chút thời gian để test nó, để test nó và để hiểu nó và nói sự trải nghiệm của mình cho các bạn biết được. Còn bây giờ thì mình chỉ review qua một chút thế thôi các bạn. Bật nút auto rồi, bắt đầu úp cái này xuống là nó sẽ sáng rồi. Đèn này cũng không phải là khá là tiết kiệm nữa mà là rất là tiết kiệm. Đây là năng lượng mặt trời, bây giờ trời sáng như này nó chỉ cần một cái tấm pin này nó đã có thể bật được đèn rồi.